Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui các bạn đã quay trở lại với kênh Luyến Mô Tô. Hôm nay Luyến sẽ quay cho các bạn xem cách tháo lắp nhựa Piaggio Liberty. Các bạn quan tâm thì hãy theo dõi video xem cái cách tháo nhựa Liberty Piaggio nó như thế nào. Đấy, xin mời các bạn. Các bạn ạ, trước tiên mình muốn tháo được bộ nhựa thì mình tháo cái phần này trước. Đây. Cái phần này thì nó có những cái vấu thì mình chỉ cần giật thẳng ra là nó ra đi các bạn nhé. Mình giật mạnh một chút, giật thẳng ra ngoài ấy. Đó, nó có những cái vấu này. Đấy, thế nên mình giật ra là nó sẽ thoát ra. Và bên kia cũng tương tự như vậy. Đó, giật mạnh mạnh một chút. Và đây có cái logo này các bạn này. Đây nó có logo, nó có cái cạnh này mình cậy này. Đấy, mình cậy ra nó sẽ có con ốc trong này, mình vặn ra là được. Mình tháo cái sàn để chân này các bạn ạ. Mình tháo sàn để chân này, mình vặn hết những con ốc này ra. Đấy. Dưới sàn này nó có 4 con và gần như những con ốc nó đều đối xứng nhau nha các bạn nhé. Bên này có thì bên kia cũng có. Xe này thì đa số là dùng bằng lục giác, dùng bằng hoa thị các bạn ạ, lục giác hoa thị ạ. Thì mình dùng cái bộ hoa thị như này để vặn. Đấy. Những con dùng bằng tu vít thì nó ít thôi, vẫn có. Ở đây nó có những con ốc này. Đấy, mình tháo hết rồi. Ở dưới này nó có những cái con ốc này các bạn này, dưới cái khe này mình thì mình tháo cái miếng nhựa này nhá các bạn nhé. À, con ốc này bị mất rồi, mình sẽ mở cốp lên. Tiên mình muốn tháo sàn thì mình phải tháo cái miếng ốp này đã. Rồi, cái này thì nó có những cái vấu này. Có những cái vấu này thì mình giật ngược nó lên thì nó khắc ra các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ tháo cốp các bạn ạ. Tháo cốp thì mình cũng phải xem nó có những con ốc nào thì mình tháo hết những con ốc đó ra thì nó mới ra được cốp các bạn. Lên là được. Cái phần đằng sau này thì tháo nó đơn giản đấy. Mình vặn cũng vặn hết những con ốc này ra và mình nhấc nhựa ra các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tháo từ sàn đi lên nhé các bạn nhé. Sàn đi lên tháo cái để chân và mình đó, mình tháo ra cái để chân này. Và trong cái để chân này nó có con ốc này, nếu bằng hoa thị hết thì mình vặn nó ra. Đó. Thì mình tháo đến đây rồi thì mình sẽ nhấc cái
nó còn có con ốc trong này đấy, mình tháo con ốc trong này ra. Đấy thì mình tháo hết con ốc này ra rồi mình nhấc cái nhựa này lên này. Đó, cái sàn nó sắp ra rồi các bạn ạ. Mình lại sang bên này mình nhấc cái nhựa lên. Đấy, bên này cũng tương tự mình tháo cái để chân ra các bạn ạ. Nhông nhựa lên. Đó, nó sắp ra rồi các bạn. Mình tháo đến đây thì nó đơn giản các bạn. Đấy, mình nhấc ra, mình cậy cái này. Mình cậy cái chỗ này. Cậy chỗ này đầu tiên, giật nó ra nó khác ra các bạn ạ. Đấy, mình lật nó lên. Đó. Đấy. Mình sẽ tiếp tục là tháo cốp các bạn nhé. Cái cốp đằng trước này, mình sẽ vặn cái khóa về nắp mở cốp này. Đó, ấn vào là nó sẽ bật cốp ra. Cốp ra là mình đấy, mà thì mình vặn con ốc này ra này. Đó. Và các bạn ạ, và cái điều đặc biệt mình muốn chia sẻ cùng mọi người này, đây là có cái lấy này. Đấy, các bạn có biết cái lấy này để làm gì không ạ? Đấy. Đấy, có khi chủ xe người ta cũng không biết luôn. Đấy, mình muốn chia sẻ cùng mọi người, đây là cái lấy để mình mở cốp nhé các bạn nhé. Mở cốp bằng bằng tay nhé các bạn nhé. Đấy. Mở cốp đấy. Thấy chưa? Mình mở cốp. Mình ấn xuống mình mở cốp. Thấy chưa? Ok, đấy thì mình chỉ cho các bạn biết là như vậy nhé. Không tháo thì lại thấy cái lấy đấy không biết là cái lấy gì. Đấy, mình sẽ tháo tiếp tục cái tháo cái con ốc, hai con ốc này. Ok các bạn ạ, đúng ra đây nó còn có hai con ốc này, có con ốc bên này nữa nhưng mà nó mất rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo nó ra luôn. Đấy, mình tháo hết ốc và mình cứ giật ra thôi. Rồi, mình sẽ sang bên này xem. À, bên này có con ốc này. Đấy. Mình cần phải xem hết ốc rồi mình giật ra các bạn nhé. Cái tình trạng nó còn ốc thì mình giật nó không ra. Đó các bạn. Đây, cái dây lúc nãy mình bảo là cái dây mở cốp này các bạn ạ. Đấy. Kể ra cái nhựa piezo này biết tháo thì cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Nhiều người cũng bảo là khó nhưng mà sự đối với lưới thì cũng bình thường thôi. Thì mình muốn chia sẻ cùng những bạn bè nào thì mới vào nghề cũng như là chưa biết cách tháo thì hãy vào xem video của mình nhé. Xem cũng như là nếu mà thấy video này hay bổ ích ý nghĩa thì hãy like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình. Cái quy trình tháo nhựa đến đây thì mình tháo ra được như này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Còn những cái sàn cái ốp gầm với lại ốp sườn này nó quá đơn giản khi mình đã tháo được như này các bạn ạ. Đấy.
còn cái ốp đằng trước này thì mình phải cái ốp đằng trước này, cái yếm trước này thì mình phải phải tháo cái bánh ra các bạn nhé, tháo bánh, tháo cái chắn bùn trước ra các bạn ạ, thì nó mới ra được. Đấy thì mình muốn hướng dẫn các bạn cách cái tháo cái nhựa, cái khâu cơ bản nhất các bạn ạ. Đấy. Tháo đến đây thì ok rồi. Còn cái tháo đầu nhựa này thì chắc là anh em nào vào nghề thì có lẽ không tháo được cái đầu nhựa này đúng không các bạn? Cơ bản là mình muốn hướng dẫn cái nhựa sàn với lại những cái bước cơ bản để mà tháo nhựa piezo các bạn. Đấy. Còn ốp sườn với cái đuôi này thì cũng tương tự thôi. Đây, mình sẽ mình có những cái con ốc này, mình tháo ra, bỏ cái tay sách ra và mình có một hai con ốc ở dưới này nữa. Đấy, à đây không có. Nó sẽ tháo cái củ hậu này riêng ra này. Và trong này nó sẽ có ốc bắt vào cái nhựa đuôi này. Đấy. Đây là mình nhấc ra thôi. Rồi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mà mình ráp lại cho các bạn xem nhé. Rồi các bạn ạ, vậy là cái quá trình tháo lắp nhựa của piezo thì PPT đã xong. Thì mình cũng muốn qua cái video này mình cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình trong nghề để những ai mới vào nghề cũng như là ai làm lâu năm mà chưa biết cách tháo nhựa piezo thì hãy xem qua cái video của mình thì học hỏi những kinh nghiệm đi đòi này. Đấy thì mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Lên Photo của mình. Mình mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để kênh Lên Photo ngày càng phát triển hơn nữa. Một lần nữa, Lên xin chào tạm biệt các bạn.